Nghĩa xin chào cả nhà nha. Ngày mới Nghĩa xin chúc cả nhà luôn luôn thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi ngày thứ ba cả nhà ơi, ở Bình Phước nha. Vô cái điểm mới nữa. Không biết cái điểm này có ông à. Hôm nay hello cả nhà. Hôm nay cũng có đây cũng là anh Cường, còn đây là Cường Nguyễn TV. Hello cả nhà. Còn kia là anh Việt. Cả nhà nhớ mình không cả rồi, nhà. Rồi anh em mình vô tới chỗ rồi. Để bắt sau đít người ta nghe cả nhà. Để xe ở đây cả nhà, để xe ở đây anh em mình đi thử nha. Thì khi nào mà gặp tụi ông Nghĩa quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Trên bụi tre có tổ rồi cả nhà. Mặt ngon lắm cả nhà. Đây có ổ nè cả nhà, anh Cường cũng được ổ rồi. Giờ này cũng tới trưa rồi nha, ổ nằm đây nè. Nó lấy nước này em bay lên nè. Mà phải vòng qua kia mình mới bắt được cả nhà. Nó nằm bên kia suối. Nè, nó lấy nước đây nó bay lên đó nè. Nó nằm ngay chỗ này nè cả nhà. Chào bá luôn. Thấy thế này nè. Nâng nước chỗ kia kìa. Nâng nước chỗ đó đó. Ổ già rồi. Già khăn luôn á. Hay quá Cường ơi. Đây em mới bắt đây hả? Ừ. Thấy cái bài là ăn xuồng đó. Ổ này đứng ở đây mà giờ dòm này không thấy nè, hồi nãy vô đây dòm này mà không thấy. Hên là xuống dưới coi lấy nước á. Đứng đây không thấy. Đứng đây giờ không thấy được. Nó nằm cái gì dưới trên đây giờ không thấy được. Rậm ghê luôn á, nằm hút vào kia rồi đó nha. Đứng coi bên là không giờ thấy được. Quá trời rậm.
cụ mặt đã lắm cả nhà. Một thừa lưới luôn á. Đứng đó là không thấy được. Rồi. Mặt đá quá đó nha. Cầm dao của mặt luôn rồi. Tới tàn luôn. Quá trời quá. Gần gần á. Dướng quá. À, vừa dây mà vừa le. Xì rưỡi. Mặt quá đẹp luôn. Ây da. Cầm nhanh nghe. Wow. Mặt quá đã. Ây da. Không được sao? Không này không được nữa. Không được. Ở này chừng hơn xì rưỡi chứ hả? Ừ, hơn xì rưỡi. Không được nữa lắm. Đậu mất. Cá gì cũng cá đó. Cá gì cũng cá đó. Giờ cá gì? Cá cái gì cũng cá đó. Không được. Hơn nữa. Miếng luôn á. Giờ giờ dám nền nữa lít luôn á. Hơn. Ừ, nặng hết. Nặng không? Ừ. Ở này nếu mà ông cân có dưới 900 gram ông quýnh tôi. Ông nhớ nha. Ừ. Quýnh gãy đầu rồi. Ừ. Có cân không? Lấy cân ra đi. Mà cân thử đi. Ông Cường đuổi đâu không biết. Chắc thì xuống dưới rồi. Ông nãy giờ đi đây chưa? Chưa. Mới đó đâu vô đây. Ờ, mới đó bằng vô đây. Ờ, khỏe rồi. Chắc lên rất nhiều kiếm nó hy vọng chảnh quá. Thôi bỏ vô đi tiếp cả nhà đi. Ở trên đọt kia có một tổ nè cả nhà. Nhớ đóng như cái cây gai. Đóng cái dây gai nó đè leo cái điều nè. Cũng kế cái chỗ cái tổ mình vừa bắt luôn rồi cả nhà. Cái tổ mình bắt nó nằm bên kia suối rồi cả nhà. Đó, cái tổ bự á. Mình qua đây mình thấy cái tổ nữa nè. Mình băng qua suối mình thấy luôn. Tổ này tổ nhỏ, chắc tổ này tổ kia một cặp nè. Nhưng mà tổ này tổ nhỏ. Bây giờ gai. Nó gai không. Rồi tổ nhỏ thôi nha. Ây da. Nó chích. Nó chích mình nè. Tổ này không như mặt hết cả nhà. Đây tổ nhỏ rồi cả nhà.
tiếp trong đây tổ cả nhà. Tổ nhỏ cả nhà. Giờ ở đây là cực kỳ đẹp luôn. Mà tổ to thì không có, tổ to ít lắm. Tổ nhỏ nhỏ. Mà thưa ong nữa chứ. Nè cả nhà, mình mới vừa cắt ở đây tổ này nè cả nhà. Mình đi qua đây mình thấy tổ nữa, sát bên đây luôn. Hai tổ nằm kế nhau. Đẹp luôn. Mặt cũng đang trong, chưa chấm gì hết. Đầy tổ nè cả nhà. Sao khu này tổ nhỏ nhỏ không? Nãy giờ thấy tổ lúc chút rồi. Bốn tổ rồi, tổ nhỏ nhỏ rồi. Trời, tổ nhỏ mặt nù ghê lắm. Mặt nù lắm cả nhà. Mặt đã ghê. Giờ mặt tới tàn luôn. À, mình dồn chung với tổ kia nãy mình chưa bỏ vô bọc nè. Mình thấy trong bụi xích này có tổ nè cả nhà, dồn cũng được lắm cả nhà. Nằm tuốt trong ở trong. Tổ to ghê cả nhà ơi. Không biết mặt nó sao đây. Mặt đầy luôn cả nhà ơi. Đẹp quá, đẹp quá. Không biết nó có nù không này. Nếu mà nó nù là ngon nữa. Không được nù cái này. Đậy mặt thôi chứ không được nù. Trời ơi.
Chỗ này cũng hơn xì cả nhà, xì mấy. Nó ốm thôi. Này, mặt thì đầy. Rồi, chắc mình xin kết thúc clip đây luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà những clip sau gặp lại cả nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha.